Điềm lành lúc sư phụ chào đời, ngày 2 tháng Giêng năm 1995 tại Tây Hồ Tông Sơn. Cái gì giống như người thân kỹ vậy, nhưng cái gì đâu phải kỹ đâu, mà sao lại kêu hú hú như vậy? Everything okay? Mọi chuyện ổn chứ? Dạ ổn. Không có câu hỏi nào hả? Hôm nay tôi rất mệt. Quý vị có mệt không? Khỏe không? Có ai mệt không? Dạ không. Không mệt hả? Dạ không. Ngồi đây ngủ thì làm sao mệt được? Tôi cũng không ngạc nhiên. Hay là chuẩn bị bánh kẹo thần chay cho người nước ngoài. Dạ, dạ. Tại sao quý vị không mệt à? Dạ không mệt. Quý vị có thể tiếp tục ngồi vài trăm năm mà không cảm thấy gì hả? Trong khi tôi xui xẻo chết trước. Lạ quá. Sao quý vị ngồi thoải mái như vậy trong khi tôi là mệt như thế này? Mọi người có vẻ thích Tết quá chừng phải không? Dạ. Tôi nghe nói hôm qua dường như có vài vạn người, có lẽ ít nhất cũng một vạn tập hợp cạnh phủ tổng thống để đón Tết. Chúng ta cũng đang mừng ở đây, nhưng không có nhiều người như vậy. Chúng ta là những người đi ngược xu hướng. Sao hôm nay lại có ít người xuất gia vậy? Bị thu nhỏ. Chúng con đây ạ. À, hôm nay quý vị đổi chỗ hả? Không thích ngồi cạnh tôi à? Đáng tiếc, tôi già quá rồi. Dù tôi đã thoa chút phấn lên mặt trông rất đẹp nhưng vẫn không hiệu quả. Tôi sẽ không đi các bàn khánh thành xưởng mộc của quý vị đâu. Nói cho quý vị biết, xin sư phụ đi ạ. Không, tôi không đi đâu. Tôi buồn và đau lòng. Không đi đâu, tuyệt đối không. Trừ khi quý vị để tôi ngồi phía trước xe, nếu không tôi sẽ... Sẽ không đi các bàn khánh thành. Nói quý vị nghe này, quý vị cũng có thể ngắm những chị em nằm tôi xinh đẹp khi ngồi đây, không cần phải nhìn tôi. Được rồi, ngớ ngẩn. Được rồi, vui lên một chút. Được rồi, chỉ để vui chút thôi, bằng không thì tôi không chịu nổi. Không chịu nổi thế giới này. Người vừa rồi ở đâu? Người vừa mới là ó đó. Quý vị đưa anh ta đi đâu? Hả? Hộ pháp? Nói ta nghe. Anh ấy đang quỳ trước cổng. Tại sao? Có điều gì không ổn với anh ta? Có vấn đề gì với anh ta vậy? Anh ấy nói anh ấy rất thương sư phụ. Tại sao anh ta lại phải tuyên bố thường tôi quá lớn như vậy? Bảo anh ta về nhà tuyên bố trên báo là được rồi. Và anh ta cũng có thể nói trên truyền hình, qua các đài truyền hình thì sẽ có nhiều người hơn như thấy. Chán quá. Quý vị cứ thích làm gì thì làm trong lúc tôi giảng pháp. Quý vị lẽ ra chỉ nói những lời trang nghiêm, đúng không? Dạ đúng. Quý vị cứ đi khắp nơi và người này làm thế này kia nhé, máy ảnh. Nếu quý vị là người ngồi đây thì có thể tập trung nói được không? Có thể không? Thật sự hay nói tôi nghe sự thật. Hoặc nếu sư phụ của quý vị đã đi quá xa thì quý vị cũng có thể nói. Hả? Dạ không, luôn có việc các bạn khánh thành cho mọi thứ. Dĩ nhiên không sao, nhưng không cần quá mức như vậy. Khi nào có thời gian, dĩ nhiên tôi sẽ làm. Nhưng bây giờ chúng ta đang thiền tam và hôm qua quan khách đã đến đây. Hôm nay là ngày cuối cùng của thiền tam. Có rất nhiều việc phải làm, điện thoại, giấy tờ và nhiều thứ khác. Sư phụ quá bằng, không có gì to tát cả. Tôi có thể đồng ý làm với quý vị, nhưng hãy cho tôi thời gian, cơ hội sẽ đến từ từ. Được thôi, tôi biết tôi đang làm gì. Vội vã để làm chi? Vội vã như thế, nhiều khi quý vị mong đợi những điều vô nghĩa rồi có bị ma nhập chẳng hạn. Đừng nghĩ rằng sẽ ổn nếu tôi để yên quý vị. À, việc của chúng con là phải gọi vã sư phụ, đừng để ý đến chúng con. Không, không, cứ kệ chúng con. Để yên chúng con đây cũng được. Sẽ ổn thôi nếu sư phụ để yên chúng con. Không dễ dàng như vậy đâu, nếu quý vị cứ mong đợi ở đó, chắc chắn sẽ có người bị ma nhập và đi rung chuông đánh trống hoặc làm gì đó khác. Vậy thì tôi sẽ vẫn bị làm phiền giống nhau thôi. Dạ hiểu. Đó là vì sự mong đợi của quý vị, không hẳn là do người đó.
quý vị sẽ ảnh hưởng người khác, rồi người nào có ý chí yếu hơn sẽ bị ảnh hưởng. Anh ta cũng không biết tại sao mình lại hỏi cái chuông hay cái trống, rồi rung chuông hoặc đánh trống. Anh ta cũng không biết tại sao mình lại làm việc đó, và cảm thấy đột nhiên tăng âm lượng lên, mà không biết tại sao mình làm như vậy. Hiểu không? Dạ hiểu. Quý vị có đồng dịch không? Dạ có. Ổn không? Dạ ổn. Nếu không nghe được thì phải ấn vào để âm thanh không lắng át khả năng nghe của quý vị. Và vẫn còn rất nhiều chuyện khác nữa. Thế giới này thật là chán, không biết nữa. Nhiều khi tôi không biết tại sao mình cứ tiếp tục làm. Ví dụ hôm nay tôi cảm thấy muốn nói tiếng Anh, cảm thấy mình nói tiếng Anh trôi chảy hơn, nhưng rồi có quá nhiều người quý vị nói tiếng Hoa, nên tôi không thể nói tiếng Anh chỉ cho một vài người, mặc dù nó không chỉ dành cho họ. Có lẽ họ cũng rất thích nghe tiếng Anh, tôi cũng muốn nói cho họ, nhưng không làm được, không có đủ tai nghe. Quý vị không thể kết nối với hàng ngàn người, và quý vị dẫm lên dây chỗ này chỗ kia, có thể sẽ không còn tai nghe nào nữa. Dạ, quản lý đại chúng khó lắm. Rồi nếu tôi nói tiếng Anh, những người còn lại không hiểu, nên nhiều khi tôi thật sự chỉ muốn ngậm miệng lại, tôi không biết phải làm gì cho đúng. Còn quý vị ở đó gây ồn ào, mọi người đều có những kỳ vọng khác nhau. Tôi nói hãy chuẩn bị sẵn bánh kẹo từng chai trước, rồi tôi sẽ xuống khi thấy ổn. Nhưng quý vị vẫn sốt ruột ở ngoài đó với từ trường khác nhau. Mọi người đều bồn chồn về những chuyện khác nhau. Rồi hồi nãy, tôi muốn đi thay một bộ đồ thoải mái hơn, vì tôi cảm thấy bộ vừa rồi không phải là tôi, dường như không hợp với tôi, tôi không thích nó. Không quen với cái đầu tôi to như vậy, trông giống như cây nấm. Tôi khá nhỏ nhắn nhưng có kiểu tóc như quý cô cao to. Tôi quá nhỏ cho kiểu tóc đó. Cảm giác như vậy đó. Và với bộ trang phục cũng vậy. Nó trông không giống tôi. Thỉnh thoảng mặc thì không sao, nhưng cái mặt ba ngày liên tục thì tôi không chịu nổi. Một số đồng tu chúng ta là thợ làm tóc. Họ thích lắm. Họ thích làm tóc cho tôi. Cũng rất ưa thích việc đó. Tôi chỉ có một cái đầu mà có tới 2-3 người muốn làm việc đó. Sẽ không có đủ thời gian cho dù họ thay phiên nhau. Đôi khi trong số đồng tu có rất nhiều người tài năng, và quý vị đối xử với tôi cũng rất như tôi chỉ muốn thay bộ trang phục vừa rồi. Đâu có gì to tát, sẽ không mất nhiều thời gian trước khi tôi quay trở lại. Tôi thấy quý vị đang thiền nên không muốn báo trước. Bởi vì tôi nghĩ đi tắm và thay trang phục sẽ giúp tôi thư giãn một chút. Tôi có thể trút bỏ từ trường xấu đó rồi đi xuống để chăm sóc quý vị, vì cũng không muốn làm mất vui cho tất cả quý vị chỉ vì một vài người. Hiếm khi quý vị mới đến đây một lần, nên tôi rất muốn đối xử tử tế với quý vị. Nhưng rồi, đôi khi để đối xử tử tế với quý vị cũng không dễ dàng lắm. Có người cứ tới ngồi đó nhìn tôi nói xe. Tôi đã bảo quý vị tập hợp trước, phải không? Bởi vì tôi không thích sau khi tôi ngồi xuống rồi mà mọi người vẫn còn đi lại khắp nơi. Không ai thích như thế, phải không? Dù đi xem biểu diễn chúng ta cũng phải tập trung, phải không? Dạ. Khán giả tập trung thì người biểu diễn mới diễn tốt được, phải không? Có lúc khi chúng ta đi xem tiếng Hoa, quý vị nó gánh xiếc như thế nào? Đoàn xiếc, đoàn xiếc. Dạ, có gì rõ ràng rằng không được phép vỗ tay hay là la hét khi người nhào lộn đang đi trên dây để đề phòng trường hợp anh ta mất tập trung và bị ngã. Hiểu không? Dạ hiểu. Chỉ bước trên một thanh thế. Quý vị gọi thanh sắt đó là gì? Dây thần, dây kéo căng. Dây kéo căng. À, phải. Vì nó sẽ ảnh hưởng đến người khác. Có người không biết quý vị đã bị ma nhập bao nhiêu trăm lần, hay quý vị đã làm phiền tôi bao nhiêu lần, cũng giống như máy ảnh. Quý vị không biết tiền của anh ta đến từ đâu hay nghiệp ở đó nhiều bao nhiêu. Mỗi lần nhìn thấy cái máy ảnh, nó đè nặng lên tôi như một ngọn núi khổng lồ, không ai hiểu. Nhưng tôi không bận tâm. Bận tâm hay không là chuyện của quý vị. Người nào chỉ trích tôi là chuyện của họ. Chính họ có vấn đề, nhưng tôi cũng không thích như thế. Không phải vì họ chỉ trích tôi mà tôi không thích, chỉ là tôi sợ họ tạo nghiệp thôi, hiểu không? Dạ hiểu. Đó là điều không thể tránh khỏi. Tâm trí con người đều rất phức tạp. Khi họ nhìn thấy một tình huống, họ chỉ nhìn vào cái gì trước mắt. Làm sao họ biết được cái gì đằng sau? Làm sao họ biết được nhân quả và nghiệp chướng liên quan? Và làm sao họ biết nó vô cùng phức tạp? Chỉ mình tôi biết. Dĩ nhiên người đó cũng sẽ biết, nhưng không liên quan tới người khác. Không ai hiểu điều đó. Không ai trong quý vị biết chuyện gì. Như vừa rồi tôi muốn đi thay đồ để có thể đi xuống và thư giãn một chút và vui vẻ với quý vị. Tôi chỉ định thay đồ thôi,
không có gì khác. Vậy mà rắc rối vẫn xảy ra. Tôi không muốn quý vị biết điều đó vì quý vị đang thiền nên tôi cứ tiếp tục. Chỉ mất khoảng 20 phút để tôi đi xuống. Thật kỳ lạ, rắc rối chẳng biết từ đâu ập đến. Đừng làm mọi việc thái quá. Hãy chừng mực trong mọi việc thì sẽ ổn thôi. Khi quý vị cố gắng lãnh đạo trong việc gì đó, đừng quá phô trương. Nó làm tôi khó chịu. Hãy làm mọi việc từ tâm quý vị. Dù quý vị trong giận dữ hay là tốt bụng, nếu nó xuất phát từ tâm, người ta sẽ cảm thấy khác. Hiểu không? Dạ hiểu. Nếu quý vị làm việc đó để vô trương thay vì thói quen, vì thích lãnh đạo hoặc để cho mọi người biết đến thì thật đáng kinh tởm. Dạ hiểu. Tôi đã chịu đựng rất nhiều ở đây. Nhưng đâu phải lúc nào tôi cũng nổi giận như thế này. Hôm nay vì có quá nhiều chuyện chầm chất lên nhau từ sáng đến giờ nên tôi không thể chịu nổi nữa. Hơn nữa, khi tôi đang giảng pháp, quý vị không được đi lung tung như vậy. Thật là thiếu tôn trọng và thiếu trang nghiêm, đúng không? Dạ. Trước khi xuống, tôi đã nói với người phụ trách. Tôi nói tôi sắp đi xuống, bảo họ sẵn sàng. Tôi có nói điều đó phải không? Quý vị có nghe anh nói vậy không? Hay là anh ấy không nói với quý vị như vậy? Dạ có, anh ấy có nói. Dạ, tốt lắm. Tôi đã cho quý vị 10 hoặc 15 phút rồi. Lẽ ra quý vị nên đi vệ sinh trước khi hết giờ. 15 phút cho một người đi vệ sinh là đã. Lẽ ra quý vị không nên đợi cho đến khi tôi xuống rồi mới đi, phải không? Dạ phải, ví dụ như vậy. Quý vị có thiết bị nghe không? Có hả? À, được. Tôi đâu có thấy. Nếu tôi thật sự không muốn la người ta, thì tôi cũng không muốn ồn ào. Nếu quý vị muốn tôi để quý vị biểu diễn trước mặt tôi, thì mỗi lần xuống tôi phải dùng mặt nạ che mắt lại. Và bịt tai lại. Như vậy tôi mới có thể thuyết giảng. Tôi chỉ để hở miệng là được rồi. Rồi quý vị không cần phải nhìn vào mắt tôi nữa. Và tôi không cần phải xem quý vị biểu diễn gì trước mắt tôi. Hay là nhìn quý vị chạy tới chạy lui đến nhà vệ sinh và đi lại khắp nơi và chen lấn nhau. Thường thì nếu một vài người không nhìn thấy tôi sẽ bảo họ dọn hoa đi, hoặc là dọn đồ đi để họ nhìn thấy tôi. Quý vị mà ngồi đây thì cái gì cũng thấy hết. Ngoài ra tôi rất tập trung, mắt tôi luôn nhạy bén. Đó mới là vấn đề. Cái gì tôi cũng thấy hết. Quý vị có thể không nhìn thấy khăn giấy hoặc thứ gì đó bên cạnh khi đi ngang qua. Nhưng tôi thậm chí nhìn thấy cả cây đinh. Một cây đinh hay thứ gì đó nhỏ xíu, tôi thấy hết mọi thứ. Khi đi ngang qua, cái gì tôi cũng thấy. Thật kỳ lạ. Tôi không biết tại sao. Sẽ tốt hơn nếu tôi không nhìn thấy được nhiều như vậy thì sẽ rắc rối hơn. Từ giờ trở đi, tôi sẽ đeo mặt nạ, bịt mắt lại khi đi xuống thì sẽ ổn thôi. Chắc chắn sẽ có tác dụng. Quý vị có sẵn mặt nạ, bịt mắt nào không? Có không? Quý vị đi máy bay chắc phải có mà ha. Từ giờ trở đi, tôi nhất định sẽ làm vậy. Không cần phải nhìn vào mắt tôi nữa. Điều đó sẽ tránh phiền não cho cả hai chúng ta. Được chứ? Vậy được không? Dạ không. Tôi sẽ cảm thấy gì hết. Và sau khi về nhà, tôi sẽ tháo mặt nạ bịt mắt ra, thế là ổn. Tôi sẽ học thuộc cả cuốn sách đeo mặt nạ bịt mắt lên rồi đi xuống tụng. Sẽ không có vấn đề gì. Hay tôi nên làm gì? Quý vị nói cho tôi biết đi, nó ảnh hưởng đến nhiều người. Toàn thể bầu tài trường thay đổi. Một số người không thích kiểu la rầy này, họ không quen với điều đó. Ví dụ như họ được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, chưa từng có ai la họ. Dù người bị tôi la không phải là họ thì họ cũng không thích. Ví dụ như thế, sau đó họ lại làm bộ mặt già như vậy đó, rồi cười không nổi. Tôi cũng cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy họ, hiểu không? Dạ hiểu. Đó không chỉ là việc của họ. Tại vì khi ngồi đây, ai tôi cũng thấy hết. Ai mặt dài, ai mặt ngắn, tôi đều thấy rất rõ. Và cảm giác của họ thế nào, tôi đều có thể nhìn thấu. Thật không thể chịu nổi, rất khó chịu, quý vị không hiểu đâu. Tại vì mọi người đều nhìn chằm chằm sư phụ, quý vị hiểu không? Tôi là người duy nhất ở đây để mọi người nhìn chằm chằm. Vì thế, tính khí nào, tâm trạng nào, thái độ nào bên trong, tôi đều biết hết. Tôi phải chịu đựng hết. Dù vui hay buồn, hay này nọ, tất cả đều xuất hiện. Bởi vì quý vị dồn toàn bộ sức chú ý của mình vào đây, phải không? Do phải. Ngoài trừ một số người bị ma nhập, đang nghĩ tới bạn gái, bạn trai của họ. Tôi thà là họ nghĩ tới những điều đó còn hơn. Thà là họ nghĩ tới bạn gái, bạn trai. Và đừng làm phiền tôi. Những người đó còn đỡ hơn. Thực ra những người đó, họ đang ngồi đó, nghĩ đến người khác, thì họ sẽ không làm phiền đến tôi.
Chỉ khi họ dồn sự chú ý vào tôi với tâm thái chỉ trích, không tán thành hoặc không hài lòng, thì họ sẽ giống như những mũi tên. Những mũi tên bắn về phía tôi. Bởi vì không phải tất cả đồng tu chúng ta đều tu hành tốt, biết không? Do biết, bất cứ điều gì sư phụ làm, những người tu hành giỏi luôn hiểu rõ. Nhưng đã nhiều năm rồi, không phải. Đợi tới khi người đó hiểu thì tôi sắp... Và những người mới đến, nhiều khi, mặc dù những người mới đến không quen với chúng ta, nhưng họ có trí huệ cao. Tại vì đẳng cấp của họ cao nên họ hiểu biết bất cứ điều gì tôi làm và bất cứ điều gì đồng tu làm. Chỉ có một số người tu hành không tốt, họ có rất nhiều rác rến, và họ cứ đổ rác lên người tôi. Đó là phiền phức, họ coi thường người khác. Bởi vì bản thân họ đẳng cấp thấp, họ nghĩ sư phụ cũng tệ hại như họ. Tôi cũng phải nhẫn nại và đợi cho đến khi họ trưởng thành. Nhưng không có nghĩa là tôi thích nhẫn nại hay là tôi không bị đau lòng. Giả sử con của chị Phương Minh, nó có thể đã uống nhầm thuốc hay gì đó, rồi nó dùng dao đâm quý vị. Quý vị biết rằng nó chỉ là một đứa trẻ không biết gì, nó bị bệnh và điên khùng, và nó không biết nó đang làm gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là quý vị không cảm thấy đau, phải không? Dạ phải. Phải, vẫn đau giống nhau. Hôm qua tôi mới bảo họ, lần này trở về Mẹo Lý thật thoải mái. Không đau, không đau, chưa mà. Tôi còn chưa nói xong. Tình cờ là hôm qua tôi chỉ nói à, lần này trở về Mẹo Lý thật thoải mái, tôi muốn ở lại thật lâu. Tôi tưởng mình sẽ không thể trở lại Mẹo Lý. Chỉ có một cái lều thôi, nhưng tôi thích sống trong đó quá chừng. Vừa nói xong hôm nay tôi cảm thấy muốn bỏ chạy. Đó là chuyện rất phiền phức. Tốt nhất là đừng nói gì cả. Có một ni cô không nói chuyện suốt 20 năm, nhớ không? Tôi có kể trước đây. Bà ấy sống ở Mẹo Lý, rất gần đây. Bà ấy qua đời rồi, nhưng trước đây bà không nói hay ăn uống gì cả. Bà cũng không uống nước. À có, bà uống, bà có uống chút nước đại bi hay gì đó, có lẽ là nước cam lồ từ suối cam lồ. Đừng có quay lại để lấy nước từ suối cam lồ của tôi về uống và không ăn bữa nào hết. Đài Loan không xa, có rất nhiều đồ ăn, không ăn thì tiếc lắm. Ở Đài Loan phân xa đồ ăn, ăn không hết. Đó là vì quý vị có phước báo hoạt chất. Một số quốc gia khác không có phước báo hoạt chất. Vì trước đây họ không có bố thí hoặc chia sẻ với người khác. Thành ra họ sinh ra ở loại đất nước như vậy, không có thức ăn để ăn. Người Trung Hoa, quý vị có lẽ rộng rãi hơn. Quý vị giúp bất cứ ai gặp khó khăn, nên được sinh ra trong loại đất nước có thực phẩm dồi dào, ăn không hết như thế này. Ngày nay, trái táo và mọi thứ đều rất to. Nho to như thế này. À, tôi có ăn một lần rồi. Đó nho to cỡ này. Đúng, phải không? Dạ phải. Không phải nho nào cũng như vậy, nhưng thỉnh thoảng, ôi, to quá, trông giống cái gì? Như quả mận. Giống như một loại trái cây khác, có màu đen. Nó màu đen, à, thôi bỏ đi. Hôm qua chúng tôi nói chuyện với những người đó. Họ nói rằng người Đài Loan phân xa ngày nay không biết trân quý đồ ăn nữa. Nhiều khi họ chỉ ăn một nửa rồi vứt một nửa còn lại đi, thật vậy à? Dạ. Đó là vì quý vị có quá nhiều thức ăn hay vì thức ăn không ngon? Dạ, có quá nhiều. Toàn là nước. Có phải là thêm nước vào hay gì đó thì nó mới to như thế này không? Quý vị có quá nhiều thứ. Tôi cũng vậy, quá nhiều thứ, kho ở đây có đầy đồ ăn cho quý vị. Tại vì kho của chúng tôi thường đầy ắp đồ ăn, trong kho có rất nhiều, nên không muốn ăn. Mấy người xuất gia, bây giờ thấy đồ ăn chán rồi, và đòi đồ ăn thường chai sắm như người thân bọ. Ta nói trước đây họ ăn thịt của người thân động vật, sau đó chuyển sang ăn thường chai, rồi trở thành người tu hành. Bây giờ họ ăn đồ sống, họ sẽ sớm trở thành người thân bò thôi. Mà kỳ lạ, họ rất thích. Tự nhiên thích vậy. Có lẽ cảm giác người thân bò của họ trỗi dậy hay gì đó. Họ thích quá chừng. Không sao, ở đây tự do mà. Ai muốn ăn trái cây gì cũng được. Ai muốn ăn cỏ cũng được. Muốn ăn rau cũng được. Chỉ có cây thì quý vị không thể ăn. Tại vì cây đem lại bóng mát cho mọi người. Bây giờ chúng ta không có mái che. Đây là mái che của chúng ta. Khi thiền.
May là không có hệ thần kinh. Nếu không khi quý vị tái ngồi dưới gốc cây và túc, khi người thân chim chào quý vị, cách chào có họ khác với chúng ta, và cái mùi không dễ chịu chút nào. Việc họ ăn rau sống thì cũng được, nhưng việc họ không biết tự chăm sóc bản thân cũng khiến ta lo lắng, hiểu không? Dạ, lối ăn thường chay và lối ăn thực phẩm không nấu cũng như nhau, quý vị phải quan tâm đến dinh dưỡng của quý vị. Không phải hàng ngày ăn rau xanh là được đâu, bởi vì rau xanh thôi thì không đủ, nhưng khi không có đủ chất đạm, không phải rau củ nào cũng có nhiều chất đạm, ví dụ như bông cải xanh. Bông cải xanh tiếng Hoa gọi là gì? Cái bông đó giống như bông màu xanh lá cây, nó có nhiều chất đạm hơn. Có loại cải thì non và cải thì xanh, người ta ăn có lá mỏng đến nỗi khi vừa đưa vào miệng là nó sẽ tan ra. Ví dụ như thế, hàng ngày họ ăn mấy thứ đó và ăn một ít rau xanh khác, rồi mặt họ sẽ xanh lè. Rồi vì sao nếu đi ngang qua họ, quý vị tưởng đó là một cái cây, một cái cây đứng đó, nhưng sao kỳ lạ, không có lá gì cả. Mai mốt quý vị đến đây phải nhìn cho cẩn thận, đừng cứ tùy tiện treo võng. Ngay cả điều đó cũng khiến tôi lo lắng. Có lẽ đó là cái tật của tôi, thích lo chuyện của người khác. Chuyện họ biến thành màu xanh là chuyện của họ, tại sao tôi lại quan tâm? Nhưng tôi vẫn lo lắng, nhiều khi tôi lo lắng. Tôi không muốn quản họ hoặc kiểm soát họ. Tôi cũng không thích bảo họ nên ăn gì và ăn như thế nào. Nhưng dù họ có ăn kiểu gì, tôi vẫn muốn họ ăn uống bổ dưỡng hơn. Ví dụ lối ăn thực phẩm thường cho sống, nên bao gồm nhiều loại rau khác nhau và quý vị nói hạt bằng tiếng Hoa như thế nào? Gia hạt. Hạt, đúng rồi, ăn nhiều loại khác nhau thì mới được. Ví dụ như thế, nếu họ muốn ăn theo lối ăn thực phẩm thần cho sống thì cũng phải ăn uống đúng cách. Hồi ấy mà lập sang tôi cũng có đoạn sống, tôi cứ tự với quý vị rồi. Không phải tôi thích đoạn sống mà vì đó không thể nấu ăn được, nó ăn đó không có thuận tiện. Áp suất khí quyển trên đó quá thấp hay gì đó, tôi nấu cả nửa ngày mà thậm chí không thể đun sôi một bát nhỏ thức ăn. Vì thế tôi nói thôi khỏi, có thế nào thì ăn thế nấy thôi. Rau cải nhổ lên như thế nào thì tôi cứ ăn như vậy thôi. Tôi ổn, tôi chỉ ăn như vậy một thời gian, cũng không sao cả. Ăn thường chay cũng sống được, rất lành mạnh. Nó cũng rất khỏe mạnh, rất lành mạnh. Nhưng quý vị phải chăm sóc bản thân đúng cách, quý vị không thể cứ nhổ bất cứ gì và ăn ngay như vậy. Rồi quý vị sẽ biến thành xanh như Milarepa. Lòng tóc mọc xanh lè, phải không? Người ta nhìn thấy ngài và hỏi ngài là quỷ hay ma. Nếu chúng ta thấy ngải đây, có lẽ chúng ta sẽ hỏi có phải là cây bồ đề không? Xanh lè. Ta đã thay đổi kiểu tóc, nhưng vẫn không dễ chịu. Như vậy có giống tôi hơn không? Giống tôi hơn. Da giống. Nó thoải mái hơn. Bởi vì hôm qua cô ấy làm tóc tôi to xù. Cô ấy cứ vuốt và làm nó như vậy. Và ban đêm khi tôi về nhà, ôi không biết tại sao hôm qua là rất mệt, có lẽ hôm qua có quá nhiều người ngoài đó, nhiều người khác nhau, những chính trị gia đủ loại, không phải, không có tà trị gia, họ đây là những chính trị gia, họ đến. Và tôi gặp quá nhiều người họ, chúng ta phải nhìn mắt họ. Khi người ta nói chuyện với quý vị, mình không thể không nhìn họ, và sau đó cho ôi ban đêm tôi quá mệt. Khi thiền ở đây 7-8 giờ tôi đã ngủ gục và gần như đã ngáy. Thật là xấu hổ. Quý vị có nhìn trộm và nghe tôi ngáy? Dạ không. Có mà, tôi nghe có người cười. Đang ngủ say mà tiếng cười của quý vị làm tôi tỉnh giấc. Lần sau tôi sẽ cứ ngủ thẳng giấc, sẽ để một cái giường ở đây. Và bảo quý vị thiền âm thanh thiên nhà nội tại, quý vị không nghe được gì và thì tôi sẽ ngáy ngáy thoải mái, không sao hết. Chà, hôm qua ngồi đây, tôi đã mệt lắm rồi, dường như đã ngủ gục. Mỗi lần tỉnh dậy đều cảm thấy xấu hổ mà là tất cả quý vị đều nhắm mắt. Hy vọng là vậy. Và cũng không có người quay phim nào ở gần bên để quay, nên tôi ngủ được một lúc. Tuy nhiên về đến nhà vẫn còn rất mệt. Tôi quay lại vì mái tóc mà cô ấy vuốt nhanh không thể tưởng. Người đó chuyên làm tóc 15 năm rồi. Cho nên một khi cô ta làm tóc cho quý vị, ngay cả trời cũng không thể sửa lại.
ngay cả trời cũng không làm tóc xẹp xuống được. Thành ra, tối qua khi tôi về, thường thì ngày nào tôi cũng gội đầu, dù để kiểu tóc nào. Thì khi về nhà, tôi nhất định sẽ gội, nhưng hôm qua thật tình không chịu nổi, vừa về đến nhà là tôi liền rửa mặt như cách người thân mèo làm. Tắm như mèo. Tôi cứ rửa và chưa đầy 5 phút là tôi đi ngủ. Có thì một chút, chỉ tượng trưng thôi rồi ngủ ngay lập tức. Nhưng rồi ngủ chưa tới, có lẽ tôi quá mệt hay sao đó. Tôi ngủ một lát rồi dậy và không cảm thấy khỏe suốt đêm đó. Sao tôi nói nhiều vậy nhỉ? À, kiểu tóc. Thế là sáng nay tôi thức dậy với mái tóc trông như tích đều rơm. Vì hôm qua tôi không thích kiểu tóc đó. Không phải là không thích. Tôi không nói là cô ấy làm không giỏi, cô ấy đã làm rất đẹp, 15 năm kinh nghiệm mà sao không đẹp được. Có điều người ta quá nhỏ mà kiểu tóc có thể như cây nấm, như tôi đã nói rồi. Cho nên sau khi khách ra về, tôi đi lên ngay để tháo tóc xuống. Sau đó tôi làm tóc đơn giản như quý vị thấy hôm qua đó, có thấy không? Và như vậy mà quý vị vẫn nói nó đẹp. Tại vì tôi đã kéo xuống và cột nó lại ở giữa, vì tôi không thể làm cho nó xẹp xuống, nên tốt nhất là cứ làm như thế, tương tự như bây giờ. Vẫn còn xù xù bên trong, nhưng tôi đã bóp dẹp nó rồi. Rồi tôi kéo tóc và buộc lên, nên nó xẹp xuống một chút. Nhưng tôi vẫn không thể làm nó xẹp xuống hoàn toàn hay thẳng ra, vì cách cô ấy đã làm. Tôi đã cố gắng, nhưng ngay cả ông trời cũng không thể làm tóc thẳng ra, trừ khi sau đó tôi quay lại và dành khoảng nửa giờ để gội đầu bằng nước nóng, rồi dùng dầu xả và dầu dưỡng tóc, rồi chải từng lọn tóc bằng cái thứ lớn mà Trư Bát Giới đã dùng. Cái đó gọi là gì? Da bồ cào. Bồ cào. Dùng bồ cào để kéo chúng ra từng lọn một. Cho nên vì hôm qua kiểu tóc đã như thế, nên sáng nay tôi đành phải để cô ấy làm tóc cho mình. Tại vì tôi không biết làm sao. Nó chỉ là anh khắp mọi hướng, trông giống như một khu rừng. Tất cả đều bơm sàn và lá như thế này. Nên tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc để cô ấy làm. Và sau đó cô ấy làm tóc thật đẹp. Dĩ nhiên tôi phải mặc y phục đẹp đẽ vào. Người thì nhỏ như vậy mà kiểu tóc thì to như thế. Tôi phải đi giày cao gót mới cân đối một chút. Ôi trời, sau đó tôi cảm thấy không còn giống mình nữa. Nhưng không sao, vì tôi biết quý vị sẽ thích. Quý vị thích bằng cách đó. Quý vị thích, nên không sao cả. Có điều tôi cảm thấy không phải là mình, tôi không thích lắm. Thành ra tôi mới đi lên để thay quần áo cho thoải mái hơn. Sao chúng ta nói tới chuyện này, còn gì nữa không? À, chỉ thế thôi. Bởi vì tôi muốn quý vị mỉm cười khi ra về. Trong 3 ngày qua, 2 ngày đầu thì tốt, nhưng ngày thứ 3 thì không. Lỗ vốn. Một số người mua vé máy bay rất đắt, tốn 700 Mỹ Kim mới tới được đây. Nếu họ ra về với bộ mặt như thế này, thì cả năm sẽ không tốt chút nào. Cho nên, họ ra về với nụ cười thì tốt hơn. Trên đường đi lên tôi tự nhủ không thể nào đi nữa. Dù có tự vẫn để làm, tôi cũng phải làm cho mọi người mỉm cười trước khi họ rời đi. Sau khi nới lỏng tóc ra, tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng người đó, anh ta làm quá ồn ào, khiến cả nhóm thức giấc. Thật là chán. Nếu thương tôi thì lẽ ra anh ta nên đăng báo để nhiều người biết đến hơn. Sao lại tuyên bố ở đây làm chi? Lúc nãy có đưa anh ta micro không? Không hả? Nhưng giọng của anh ta đủ lớn rồi, không cần micro. Đừng diễn kịch. Hãy tự nhiên là được rồi. Quý vị biết tôi không bảo quý vị cúi đầu hay bái lại tôi, vì tôi không thích quá nhiều rắc rối. Tuy nhiên ở Thái Lan, khi họ cúi chào tôi không nói gì, vì họ cúi xuống rất đẹp. Tôi ngưỡng mộ cách họ thực sự kiểu phong cách đó. Cách họ cúi xuống giống như đang múa. Động tác rất mềm mại và tự nhiên tới mức quý vị không nghĩ là họ đang cúi chào mình bởi vì mình tốt hay gì đó. Quý vị chỉ cảm thấy cảm kích loại phong tục đó. Người đại hàng cũng cúi chào rất đẹp.
Dường như họ có phong tục đó, họ quen với điều đó hơn. Người Đài Loan phong sao quý vị có lẽ mới học, và có lẽ cơ thể quý vị cứng nhắc hơn. Chẳng biết quý vị ăn cái gì. Tôi biết nên ta bảo quý vị rằng tốt nhất quý vị đừng cưới người. Người Thái thì từ nhỏ, họ đã làm như vậy rồi. Nên họ cũng học, học múa từ khi còn nhỏ. Thành ra cơ thể họ mềm mại, và động tác của họ rất đẹp. Cho nên ta không nói gì khi họ cúi chào. Rất tự nhiên, rất tự nhiên. Không cảm thấy cái ngã của tôi nổi lên hay là họ thấp kém hơn tôi. Đó chỉ là phong tục họ và nó rất đẹp. Động tác của họ rất đẹp. Quý vị có nhìn thấy chưa? Chưa hả? Khi tới Thái Lan, quý vị có thấy không? Dạ thấy một số quý vị đã thấy họ làm rất tự nhiên, phải không? Ngoài trừ một số người Hoa đến đó và học từ người Thái thì thấy khác. Nhìn qua là biết ai là ai liền. Một là bản gốc, một là bản sao. Tất nhiên, bản sao không tốt bằng ngược lại. Cách cúi chào của người Thái rất đẹp vì họ đã có phong tục đó từ lâu đời. Tôi không muốn ngăn cản họ. Tôi cũng không thể làm điều đó, hiểu không? Tôi chỉ xuôi theo tự nhiên phong tục đẹp đẽ của họ thì để họ giữ, không sao. Có điều ở Đài Loan không xa, chúng ta không có phong tục đó. Có không? Dạ không. Có vẻ như không có. Quý vị không cúi chào người ta, phải không? Khi nào quý vị cúi đầu chào? Có khi nào quý vị cúi đầu không? Giống như cúi chào cha mẹ hay gì đó, có không? Có không? Dạ có. Khi nào quý vị cúi chào cho năm mới, quý vị cúi chào cho năm mới, chúng con bái như người gọi là thầy, bái một lần, dạ, chỉ một lần một năm, bởi vì quý vị mới không làm tốt. Họ được huấn luyện hàng ngày từ khi còn nhỏ, thấy không? Mỗi ngày từ khi còn nhỏ, mỗi trẻ em Thái đều được dạy múa ở trường. Mặc dù khi lớn lên, không phải ai trong số họ cũng có thể múa, họ không tập luyện, nhưng họ có kiểu động tác tự nhiên. Thái Lan là đất nước Phật giáo. Khi họ nhìn thấy các nhà sư, họ chắc chắn sẽ cúi xuống, để lại hoặc cúng dường. Thành ra từ khi họ đã làm việc đó, từ khi còn nhỏ họ đã quen rồi. Chúng ta lâu lâu mới làm một lần, cơ thể hoàn toàn cứng nhắc. Nửa cúi, nửa đứng trong thật kỳ cục. May là nơi đây không phải là chùa. Nếu không thì tôi sẽ càng khó chịu hơn mỗi ngày vì ở chùa. Tôi nhớ tục lệ ở lại Việt Nam là khi đi chùa phải lại Phật, tượng Phật gỗ. Quý vị bái lại rồi một cây cô sẽ đứng bên cạnh cầm cái cây gậy. Quan sát phe mông của quý vị cao bao nhiêu. Cô ấy sẽ đánh quý vị nữa. Không được nâng mông lên cao quá. Bam. Cho đến khi quý vị hạ mông xuống đất thì được. Như thế đó. Đôi khi tục lệ đó cũng không tốt. Không có thì đừng cố ép mình, hiểu không? Chỉ là một tượng gỗ thôi, đâu có gì to tát. Phải không? Dạ phải. Ban đầu nó chỉ là một mảnh gỗ, chúng ta cắt thế này nó sẽ thành như thế này, chúng ta cắt thế kia nó thành như thế kia. Nếu con người có thể tạo ra Phật, thì mọi người đều sẽ đi làm một vị Phật rồi, cần chỉ phải làm tượng Phật bằng gỗ, phải không? Được rồi, sau khi tu hành rồi, quý vị hiểu rõ ràng hơn, phải không? Quý vị ở một số khía cạnh chứ, dạ, hay là quý vị vốn đã hiểu rồi, vốn đã biết tất cả rồi, sau khi tu hành rồi. Sau khi tu hành mới hiểu ạ. Sau khi tu hành mới hiểu hả? Dạ. Thật à? Dạ thật vậy. Nó thật sự có giúp ích. Dạ có. Quý vị an ủi tôi à. Sư phụ đã dạy chúng con. Thật vậy. Thật sự có ích à? Dạ thật. Nếu thật sự có ích thì tôi sẽ tiếp tục làm. Còn nếu không... Nếu không ít nhất mỗi ngày một lần. Tôi muốn tìm một nơi để trốn, ít nhất mỗi ngày nghĩ về điều đó một lần. Không có ngày nào mà tôi không nghĩ tới, nghĩ thôi chứ không làm. Thôi được rồi. Chúng ta tu hành có lẽ sẽ hữu ích phần nào đó. Cho dù cá tánh của gì không được cải thiện, nó vẫn hữu ích cho nhiều thứ. Vì lực lượng khẳng định có thể giúp hóa giải bớt đau khổ của thế giới. Tuy nhiên, thấy không? Mỗi lần quý vị đọc báo là thấy tai họa liên miên. Nhiều khi tôi cũng thấy nản lòng nghĩ rằng mình chưa làm đủ và tự hỏi nó thật sự có hiệu quả không? Ôi, thật phiền phức phải không? Mỗi ngày mở báo ra là thấy đánh chỗ này giết chỗ kia, ở đâu cũng vậy. Nơi này vừa lắng xuống nơi khác lại bùng lên. Rồi họ lại bắt đầu đánh nhau và một cuộc chiến khác lại bắt đầu luôn luôn như vậy, phải không? Dạ phải. Quý vị có đọc báo không? Mà cứ nói dạ dạ. Dạ chúng con có đọc. Có à, xem truyền hình hả? Dạ chúng con có xem một chút. Có xem một chút à? Có xem à? Dạ có xem một chút à? À vậy thì quý vị biết rồi ha. Dạ. Vì vậy, đôi khi tôi nghĩ mặc kệ thế giới thì tốt hơn. Có lúc tôi nghĩ chỉ có vài nghìn người ở đây mà đã khiến tôi mệt vậy rồi. Nhưng nó có ích hả? Dạ.
Có ai biết là tu hành có ích không? Dạ có. Giơ tay lên cho coi. Đâu, còn mấy người khác thì sao? Còn những người khác, quý vị không biết hả? Nó cũng làm sư phụ vui, sư phụ rất vui. Rất vui à? Vô cùng vui sướng. Tôi vô cùng vui sướng. Không hẳn vậy. Nếu không làm minh sư, quý vị sẽ tiếp tục vui sướng như vậy. Phải, và khi quý vị chết, cũng chết trong vui sướng. Nói như thế đó, trước đây tôi cũng vậy. Tôi quá vui sướng tới nỗi sẵn lòng làm minh sư. Sau này tôi mới nhận ra, à, làm rồi. Chưa làm minh sư thì sẽ như vậy, thấy núi không phải là núi, thấy nước không phải là nước. Sau khi làm minh sư, thấy núi là núi, thấy nước là nước, và thấy rác là rác. Trước đây tôi thấy rác tỏa ra ánh sáng. Thật sự như thế đó. Thông dịch ổn không? Dạ ổn. Tôi không thấy gì cười, có lẽ điều gì đó không ổn. Không tốt hả? Tôi nghĩ là tiếng nói nhỏ quá, âm thanh nhỏ quá. Dạ, rất khó nghe. Họ luôn làm như vậy. Tôi tin quý vị, họ luôn làm điều như thế. Ví dụ, khi tôi cần nói chuyện với người ta, họ vặn cái micro xuống mức thấp nhất để tôi phải hét to hết cỡ. Và sau đó, khi họ nhận ra điều đó là tôi đã tiêu tùng rồi. Và sáng nay, khi chị nói chuyện giữa chúng ta với nhau đây, họ lại vặn âm thanh lên mức cao nhất, lên tới đỉnh núi, tôi gần như vỡ tai. 7 giờ sáng, đánh thức cả làng. Nếu có người đến đây mắng vốn chúng ta thì cũng không có gì ngạc nhiên. Vấn đề là vậy đó. Họ luôn làm những chuyện khi không cần thiết. Quý vị có nghe được không? Bật âm lượng cao lên, họ không nghe rõ qua tai nghe. Sao không nói với tôi sớm hơn? Bây giờ ổn chưa? Dạ ổn rồi. Bây giờ được chứ? Dạ con nghe được. Sao quý vị không nói sớm hơn? Lẽ ra nên nói, hiểu không? Dạ. Trời ơi, chuyện dễ dàng vậy mà. Lần sau quý vị nói nha. Hãy tự chăm sóc mình. Tôi không thể làm mọi thứ. Bởi vì quý vị có thể âm thầm đến gặp họ đó. Và âm thanh cao hơn đi. Thế là xong. Rồi mọi người đều vui vẻ và tôi sẽ rất biết ơn. Bởi vì họ luôn làm những kiểu như vậy. Khi nên bạn lớn thì họ bạn nhỏ. Khi nên bạn nhỏ thì họ bạn lớn. Tôi đã quen rồi. Nhưng thỉnh thoảng vẫn nổi giận. À, phiền phức nói quý vị hay, đó là lý do tôi nói đó. Quý vị chỉ lâu lâu mới đến một lần, quý vị không chịu đựng nhiều vì đối với quý vị dễ dàng để bỏ qua. Dù gì thì chúng ta cũng phải chịu đựng tất cả những thứ, lực lượng phủ định này. Hôm qua có quá nhiều người đến tham dự bế quan, và các thiên thần hộ pháp đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng họ đã suy sụp, quá mệt. Thành ra hôm nay có nhiều ảnh hưởng phủ định ngay từ buổi sáng, nếu không đã không có chuyện gì qua nhiều ngày. Vậy mà suýt nữa tôi đã nghĩ mẹ lý thật hoàn hảo rằng tôi có thể ở đây mãi mãi, hoặc kiểu như là trở thành người Đài Loan không sanh. Như thế tốt, cũng tốt cho tôi. Đôi khi họ làm những chuyện như vậy, rồi tôi bỏ chạy, rồi tôi biết đó chỉ là ảo tưởng. Và tỉnh toán tôi sẽ đi tới một cái nước khác, nếu không, tôi sẽ ngủ ở đây suốt ngày và suốt đời. Rồi quý vị sẽ không bao giờ có cơ hội gặp tôi ở một đất nước khác. Nghĩ vậy để an ủi thôi. Nếu không, nó không tốt cho ai cả, không tốt cho thần kinh của tôi. Quý vị hiểu rồi ha? Tiếng Anh của quý vị rất giỏi mà, không thành vấn đề. Không thành vấn đề. À, vừa rồi nói tới đâu rồi? Phải tu hành cho tốt. Tu hành để tiến bộ. Tiến bộ, à đúng, đúng rồi, không phải tiến bộ. Lực lượng khẳng định từ sự tu hành của chúng ta sẽ hóa giải một số thảm họa trên thế giới. Dù chúng ta vẫn còn thấy thảm họa ngoài kia, có vẻ như không giúp được gì, nhưng nếu chúng ta không tu hành, thì thảm họa sẽ còn nhiều hơn nữa. Và toàn bộ địa cầu này đã bị hủy diệt từ lâu rồi. Nhìn xem có người đang làm gì, giết hại lẫn nhau như thế. Cá lớn nuốt cá bé, rồi cá bé nuốt cá bé hơn nữa. Họ nuốt lẫn nhau cho đến cuối cùng không còn ai nữa. Thế giới này thật hỗn loạn. Đừng hỏi tại sao nước này lại chiến tranh với nước kia. Là tại vì một số doanh nhân nào đó muốn làm kinh doanh, họ sản xuất rất nhiều súng ống và bom đạn. Nếu không bán được thì làm sao họ kiếm được tiền? Vì vậy họ nghĩ ra một cách dèm pha to nhỏ với anh chàng này. Nói anh thấy không, người đó sẽ tấn công anh. Người ta còn chưa nghĩ tới mà anh ta đã nói hắn sẽ tấn công anh. Tao biết hắn sẽ tấn công một số nguồn tin báo đã bí mật nói với tôi. Nói
nói cho anh biết bây giờ anh phải ngồi xuống trước và phải chuẩn bị sẵn. Nếu hắn đến tấn công anh thì anh cho hắn biết tay như vậy đó. Rồi kẻ ngốc bèn mua. Và khi mua, anh ta nói với người mua, tôi sẽ bán cho anh giá rẻ. Vâng, chúng ta là bạn bè mà. Tôi muốn bảo vệ đất nước của anh cho nên bán cho anh giá rẻ, không sao. Anh có thể thanh toán từ từ, không sao. Dùng thẻ tín dụng cũng được. Visa card, Mastercard đều được. Là tiền tạo bữa tốt và đã thỏa thuận xong. Sau khi thỏa thuận xong, anh ta đi sang nước kia, nói nhìn này, thấy không, thấy không? Tên đó mua nhiều vũ khí như vậy để làm gì? Anh có biết không, biết không? Nhìn hắn kìa. Anh ta hỏi hắn ở ngay bên cạnh biên giới của anh. Hắn mua nhiều vũ khí như vậy để làm gì? Theo như tôi biết, hắn thậm chí còn có bom nguyên tử. Nếu anh không chuẩn bị ngay bây giờ và tấn công trước, thì sẽ quá muộn. Và cứ như thế, hai bên bắt đầu giao chiến với nhau. Còn ta thì đứng một bên, cổ vũ tuyệt vời. Hàng tỷ nhị kim. Nói như vậy đó, ví dụ như thế, hiểu không? À, lịch sử thế giới không bao giờ nói hết được. Bởi vì mà chúng ta có chiến tranh, nhưng cũng là do chính chúng ta đã tích lũy quá nhiều nghiệp sát sanh từ đời này sang đời khác, rồi từ trường oán hận bao trùm cả địa cầu. Bởi vậy chúng ta mới rơi vào tình huống này. Sau khi chúng ta tu hành, tình trạng đã trở nên tốt hơn như năm nay hay năm ngoái. Bây giờ đã là năm ngoái, phải. Là năm 1994, năm ngoái. Mặc dù năm ngoái có nhiều chiến tranh và thiên tai, nhưng cũng có rất nhiều chuyện tốt, phải không? Dạ phải. Ví dụ địa cầu chúng ta suýt nữa đã nổ tung, bởi vì thiên tạch đã rơi xuống. Phải không? Dạ phải. Đáng lẽ nó đã va vào chúng ta, nhưng không va. Phải không? Dạ đúng, dạ phải. Nó không đụng, phải không? Dạ phải. Hay quý vị có thấy nó đụng vào đâu không? Lẽ ra nó đã đụng chúng ta vào năm ngoái, phải không? Hay tôi nói sai, đúng không? Có đúng không? Thiên thạch đó. Dạ đúng. Quý vị không biết à? Thiên thạch đó lẽ ra đã vào địa cầu chúng ta năm ngoái, phải không? Có đúng không? Dạ đúng. Ta nói đúng không? Không ai biết à? Đúng không? Được rồi, đàn ông tệ quá, phụ nữ biết. Vậy thì đúng rồi. Vậy là tôi đã nói đúng. Tôi e rằng có khi tôi đọc từ năm này sang năm khác, rồi quên mất ngày tháng. Được rồi. Thế thì được rồi, đúng rồi ha. Nó không va trúng chúng ta, thành ra chúng ta vẫn còn đây. Không tệ hả? Dạ không tệ. Dù bị sư phụ la, cũng không đến nỗi tệ, còn hơn là không ai bị la, tất cả đều xong đời. Thì đâu cần la. Quý vị vẫn còn sống. Tốt rồi, vì thiên thạch quá lớn nên chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mình nếu nó đâm vào địa cầu. Có lẽ chúng ta rơi ra khỏi bầu khí quyển vào không gian bên ngoài. Nếu nó rung chuyển dữ dội, có lẽ chúng ta đã bị quăng ra ngoài, mọi người sẽ rơi ra ngoài. Nhưng ở đây chúng ta sẽ không bị rơi ra, chúng ta sẽ nắm lấy mấy cái cây. Chúng ta có võng, chúng ta có thể tự quấn người lại, chúng ta cũng có thể trong lều và kéo khóa lại, hoặc chúng ta có thể bám vào cây để không bị rơi. Vì vậy, đây cũng là một hiện tượng tốt. Có lẽ bởi vì mọi người đều có lòng sám hối và con người trên địa cầu phát ra một chút từ trường nhân từ, nhiều người ăn thịt chay, một số ăn đồ sống, mà cũng là thuần chay, không phải thịt sống, mà là ăn thuần chay sống, và một số tu hành thiền định. Lực lượng khẳng định hóa giải, một số thảm họa lớn trên địa cầu này. Nhưng với chiến tranh thì chúng ta không thể làm gì. Ngày nào nhân loại còn chưa hiểu được quả báo nghiêm trọng của nghiệp sát sanh, thì vẫn sẽ còn chiến tranh và thảm họa trên thế giới chúng ta. Ngày nào họ còn chưa bỏ được mấy bức tết của người thân động vật, thì sẽ vẫn còn chiến tranh và thảm họa trên thế giới chúng ta. Và đôi khi những người thường cho chúng ta cũng sẽ bị liên lụy một chút, nhưng phần lớn là chúng ta ổn, an toàn. Nếu chúng ta ra đi, chúng ta biết mình sẽ đi về đâu, không thành vấn đề. Chúng ta đi càng sớm càng tốt, không có gì quan trọng. Thế giới này đâu có gì vui, phải không? Có không? Có vui không? Dạ, không vui. Không vui à? Dạ không. Quý vị không muốn đi hát karaoke đánh bài này nọ sao? Dạ không. Không vui nữa à? Dạ không. Thật sao? Lạ quá à. Trước đây người ta phải khuyên chúng ta đừng đánh những nơi đó, đừng uống rượu, đừng làm này làm nọ. Bây giờ rất khó mà thuyết phục chúng ta đi, phải không? Dạ phải. Trước đây họ khuyên mình đừng đi và tránh xa những nơi đó.
cũng khó để khuyên nữa. Bây giờ tiếp tục chúng ta đi cũng khó, phải không? Dạ phải, chán nè. Rồi, đã 4:30 chiều rồi. Chúng ta đã quá giờ, quý vị phải thu dọn lều. Phải không? Dạ đúng rồi. Có bao nhiêu người sẽ ra về? Giơ tay lên. Tất cả quý vị giơ tay lên. Có bao nhiêu người sẽ ra về? Sao ít quá vậy? Còn những người khác thì sao? Chúng con vẫn chưa về. Những người còn lại ở Ý đây à? Có bao nhiêu người không về? Giơ tay lên tôi coi. Để tôi xem trong kho của tôi còn gạo không? À, thật sao? Còn khá nhiều người. Rồi mỗi ngày quý vị ngồi đây, bắt tôi xuống, phải không? Cho tôi nghỉ đi chứ. Tôi sẽ một cái tivi lớn để ở đây mỗi ngày để quý vị xem. Được rồi. Nếu không có cơm, không có rau, không có thức ăn thì đừng có trách chúng tôi nha. Quý vị sẽ phải sống bằng nước. Rồi, không sao cả, quý vị có thể ở lại chứ đừng làm phiền tôi. Khi nào tôi xuống thì tôi xuống. Đừng có đó mà cầu sư phụ bên trong giúp gì để bắt sư phụ bên ngoài đi xuống. À, có người làm vậy đó, thật kỳ lạ. Cầu sư phụ bên trong giúp quý vị gặp sư phụ bên ngoài. Quý vị thật sự quá ngớ ngẩn. À, một số quý vị không có hả? Có mà, quý vị làm những điều ngớ ngẩn như thế này. Sư phụ bên trong đã kể cho tôi nghe hết. Đúng vậy. Nhưng vẫn chỉ có mỗi tôi, con người này gặp rắc rối. Ngài sẽ không làm. Ngài chỉ gọi điện từ bên trong. Ngài nói, thanh thỉnh, xuống đi, có người đang thỉnh cầu ngài kìa. Ví dụ như hôm nay tôi cũng không muốn làm kiểu tóc đó, cũng không phải chỉ để chải tóc, đó chỉ là bên ngoài, nhìn thì thấy vậy thôi, hiểu không, mặc bộ y phục, vì đã làm tóc xong nên tôi mặc nó thôi, không không, nhìn bề ngoài thì thấy như vậy thôi, nhưng lý do bên trong, quý vị có biết tại sao không? Tại vì sư phụ bên trong bảo tôi phải mặc như thế, tôi rất giận ngài. Nhưng tôi vẫn phải mặc, vì có người thích nhìn thấy tôi trong bộ đồ đó. Nhưng không sao, tôi chỉ mặc một lát thôi, dù sao thì lát nữa. Tôi cũng thay ra, tôi nói bây giờ tôi đi thay đồ, bất kể ngài có nói gì đi nữa. Tôi không nghe lời sư phụ bên trong. Tôi nói ngài muốn thì ngài tự mặc đi. Đúng, ngài không tự làm bất cứ điều gì mà luôn bảo tôi làm. Tôi chỉ có một cái đầu mà mỗi ngày phải để một kiểu tóc khác. Tôi chỉ có một thân thể mà ngày nào cũng phải mặc trang phục khác nhau. Nó làm tôi mệt hết sức. Người tu hành ngày càng trở nên đơn giản hơn, phải không? Tại sao tôi lại càng trở nên phức tạp hơn? Tôi đã phàn nàn với ngài nhiều lần, không giúp được gì cả. Tôi vẫn phải làm điều đó, nếu không ngài sẽ gây rất nhiều phiền phức cho tôi. Nó không đáng thật vậy. Ví dụ như hôm nay người bên cạnh hỏi tôi, bởi vì tôi nói với cô ấy rằng tôi là muốn trốn, muốn chạy trốn, không thể chịu nổi nữa. Mỗi lần chịu không nổi tôi luôn nói như vậy. Nó đã trở thành thói quen và cô ấy cũng nghe quen như vậy rồi. Cô ấy không lo lắng. Cô ấy không lo lắng. Nên sẽ không ngăn cản tôi hay gì cả. Cô ấy nói dạ được. Sư phụ có thể rời đi. Miễn là ngài cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Sau đó tôi nói với cô ấy, nếu mà đơn giản như vậy thì tốt biết bao. Cô ấy hỏi, thưa tại sao không được, xin cứ đi thôi. Tại cả như vậy cô ấy còn khuyến khích tôi đi. Và nghe có vẻ như cô ấy rất có tình thương. Nhưng là vì cô ấy nghe lâu rồi nên nó quen. Cô ấy biết là tôi chỉ nói vậy thôi, nhưng rồi tôi vẫn làm trọng trách nhiệm và ở lại. Thành ra cô ấy không lo lắng và nói chơi theo tôi kiểu như. Sau đó tôi nói với cô ấy, nếu chỉ đơn giản như vậy thì tôi đã đi từ lâu rồi. Cô ấy nói, thưa tại sao lại không được? Dễ mà. Tôi nói không dễ vậy đâu. Tại vì giả sử bây giờ mà tôi rời đi, tôi không làm trọn công việc, không thuyết pháp, không gặp quý vị, nghe có vẻ rất dễ dàng, phải không? Tôi chỉ đưa ra một thông báo và rời đi. Không, không được, không phải vậy. Ví dụ tôi không gặp quý vị, những rắc rối khác sẽ đến. Tại vì Thượng Đế sẽ đẩy tôi ra. Ngài sẽ đưa những người bị ma nhập khác đến làm phiền tôi. Ví dụ không có người bị ma nhập, Ngài sẽ làm cho người ta bị ma nhập để họ có thể đến làm phiền tôi. Hoặc Ngài sẽ tạo ra đủ loại trở ngại, khó khăn. Ví dụ tôi sống trong hang động, Ngài cũng sẽ phái người đến làm phiền tôi hoặc gửi những thứ khác nhau như người thân rắn, mèo, chuột, v.v.
vân, để làm phiền tôi, bắt tôi phải đi ra. Hiểu không? Giá hiểu là vậy đó. Không phải bỏ mọi thứ xuống rồi đi là được đâu. Nếu quý vị có mạnh là minh sư, thì quý vị không thể chạy trốn được. Quý vị sẽ chạy đi đâu? Vũ trụ đều ở đây. Dạ phải, hiểu không? Giá hiểu. Vậy thì quý vị có thể chạy đi đâu? Phải, tôi chạy trốn. Bây giờ tôi, giả sử bây giờ tôi chết, để được giải thoát sớm hơn, tôi cũng sẽ không được giải thoát. Ngài sẽ bắt tôi, đưa tôi trở lại và bắt tôi làm minh sư ở một thế giới khác nữa. Khi nào thời gian hết, tôi mới được nghỉ hưu. Là như vậy đó, rất phiền hà. Được rồi, nên quý vị thấy đó, tôi thường không đúng giờ, hoặc đến muộn là vì vậy, bởi vì vào lúc chào đời tôi đã muộn rồi, lúc sinh ra tôi không muốn xuống, cho nên khi mẹ tôi sinh ra tôi, mẹ tôi chỉ mới kể với tôi điều này thế này. Quý vị thường hỏi tôi lúc tôi chào đời có ánh sáng nào không, tôi đã nói là không có, thật sự không có, lúc tôi chào đời không có ánh sáng nào cả, ngày hôm sau mới có. Tôi xuống mộ một ngày, sau khi tôi chào đời, cha mẹ tôi nói, thật kỳ lạ, đứa trẻ này chào đời với đôi mắt mở to. Tôi không cử động chút nào. Và cứ như vậy cả ngày, hai người họ nghĩ thật kỳ lạ. Họ chưa bao giờ thấy một đứa bé như vậy. Và tôi cũng không khóc nữa. Khổ quá, khóc không nổi. Tôi thấy rằng tôi sắp phải xuống trần, làm sao còn khóc nổi nữa. Nếu có khóc thì đã khóc lâu rồi, đã phải xuống trần rồi thì khóc không nổi nữa. Tôi đã khóc xong rồi, nước mắt đã cạn hết rồi, có lẽ như thế. Cho nên tôi xuống nằm đó, mắt mở to cả ngày như thế. Thân thể đã đó, nhưng linh hồn thì chưa, có lẽ là vậy. Rồi tới hôm sau tôi xuống. Trời tối mới xuống. Khi tôi xuống, cả căn nhà tràn ngập ánh sáng. Ánh sáng lưu lại một lúc lâu. Cha mẹ tôi nghĩ ai đó đang đi bên ngoài, cầm đèn gọi vào nhà chúng tôi. Nên ánh sáng chiếu vào nhà, bởi vì lúc đó chúng tôi sống ở thôn quê. Đang là thời chiến, không có điện quang, không có ánh đèn, mọi người đều dùng đèn dầu, cho nên không có. Nói làm sao, ví dụ có ai bên ngoài cầm đèn, đèn pin hay gì đó, cũng sẽ không sáng như vậy, sẽ không sáng cả căn nhà. Nó không chỉ sáng một chỗ mà toàn bộ nơi tôi đang sống đều sáng. Toàn bộ căn nhà, nên cha mẹ tôi chờ ra ngoài xem thử, xung quanh không có ai cả, không có đèn, không có gì cả, bởi vì họ sống ở vùng núi, vùng thôn quê, không có ai xung quanh, ánh sáng ở đó rất lâu rồi mới tắt. Tôi đoán có lẽ tôi xuống muộn vì lười chẳng muốn xuống. Xuống để làm gì? Đây là điều đang chờ đợi khi tôi xuống. Có người đang quỳ khóc ở đó, có người lượn qua lượn lại đến nhà vệ sinh, rồi bệnh tật, chiến tranh, AIDS và còn gì nữa ở khắp mọi nơi. Có gì tốt đâu mà xuống. Có lẽ vì thế mà tôi trốn một lúc rồi bị bắt. Thượng đế đã bắt tôi và quăng tôi xuống. Ngày hôm sau họ mới tìm thấy tôi. Tôi trốn trong một hang động, có lẽ vì tôi không muốn xuống. Ngài đã phái thiên binh đi tìm cả ngày. Khi tìm thấy được tôi, Ngài rất tức giận. Ngài tóm tóc tôi và quăng tôi xuống trần gian. Lúc đó tôi mới bắt đầu khóc. Vì đã quá muộn nên thiên binh không thấy nhà tôi ở đâu. Thành ra tất cả họ mới mang đèn pin xuống và nhà tôi mới sáng rực như vậy. Vì nhà này không phải của người nổi tiếng, nên họ không thể tìm thấy, mãi đến trời tối mới tìm ra. Khi tôi bị quăng xuống, thiên binh chạy khắp nơi để đảm bảo tôi được đưa về đúng nhà. Tôi vẫn nằm đó. Đó là lúc mắt tôi bắt đầu cử động. Và rồi tôi bắt đầu khóc. Thành ra bây giờ mỗi khi có buổi họp mặt, tôi cũng đến rất muộn, thói quen khó sửa. Xin lỗi. Tôi không cố ý làm vậy đâu. Lần nào tôi cũng hứa là nhất định tôi sẽ đến đúng giờ. Mà chẳng biết chuyện gì, tôi vẫn đến muộn. Không phải là tôi cố ý đâu, tôi thật sự không thích đến muộn. Ví dụ ngày hôm qua, đồng nói với tôi, 11 giờ chuẩn bị sẵn sàng cho lễ trao giải thưởng, 11 giờ tôi đã chuẩn bị xong rồi. Nên tôi gọi cho cô ấy hỏi,
Bây giờ tôi xuống đây, sẵn sàng chưa? Cô ấy nói, thưa sư phụ, chưa được, xin đợi tôi một chút, vài phút nữa ngã xuống. Tôi nói, cô nói với tôi là 11 giờ, giờ tôi đã sẵn sàng rồi. Không, nói gì nói, tôi xuống đây. Và tôi thật sự muốn xuống, vì đã chuẩn bị xong rồi, tóc của tôi và mọi thứ đã làm xong, mặt đồ đẹp và trang điểm hết rồi. Giày cao gót cũng hoen rồi, không có vấn đề gì cả. Tôi muốn khởi động xe, nhưng rốt cuộc bụng tôi là đau. Mà biết không? Bộ án xinh xắn của quý vị khiến tôi gặp rắc rối vì nó quá chật. Khi muốn tới nơi nào đó, tôi phải cởi nó ra trước, sau đó mới mặc lại. Rồi thì tóc bị hỏng và phải làm tóc lại. Trời ơi, thật không chịu nổi. Nó khiến tôi bận rộn tới mức gần 12 giờ mới xuống được. Thật sự không thể làm gì được. Tôi không phải tôi cố ý. Điều làm tôi vui nhất là ngày hôm qua, tôi đã sẵn sàng lúc 11 giờ. Mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi còn gọi điện cho đồng để dọa cô ấy. Vì cô ấy luôn giục tôi. Sinh năm tí nên cô ấy luôn luôn nóng vội như vậy. Tôi có vài tí ở đây. Họ luôn căng thẳng và lo lắng. Ví dụ nếu tôi phải lên máy bay lúc 3 giờ, cô ấy chắc chắn sẽ nói với tôi 2 giờ. Và rồi... Rồi cô ấy sẽ bắt tôi ra khỏi nhà, đưa tôi ra xa lộ để tận hưởng không khí trong lành, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi, nước hoa của người ta, và bất cứ mùi gì ở sân bay cả một tiếng đồng hồ, rồi tôi mới được từ từ lên máy bay. Như thế đó, cô ấy luôn như vậy suốt bao năm qua. Và lần nào cô ấy cũng luôn lo lắng như vậy, tôi cũng không thể nói có gì sai về điều đó. Tôi chỉ biết cô ấy luôn hối thúc. Cô ấy hối thúc ai thì cũng được đi. Đằng này cô ấy hối thúc sếp của mình. Cả văn phòng đều biết cá tính thiếu kiên nhẫn của cô ấy, nhưng cô ấy quên và cũng coi tôi là một trong những thành viên văn phòng mà cô tùy ý kiểm soát. Quá nhiều chuyện, nói không hết chuyện, lạ lùng. Mấy tuổi tí đó đều rất ồn ào. Người làm phiền tôi sáng nay cũng vậy, đồng cũng tuổi tí. Và người vừa mới chụp ảnh mà, luôn làm phiền tôi bao nhiêu năm nay cũng tuổi tí. Và người nhờ tôi cắt ban khánh thành sửng mọc có nãy năm nay cũng tuổi tí. Quý vị nghĩ tôi chịu nổi không? Cá tính của tuổi tí là như vậy đó. Chạy vội, chạy vàng. Họ không cố tình làm vậy. Cố tình thì còn khủng khiếp nữa. Không cố ý mà đã như vậy rồi. Họ mà cố ý thì sao mà chịu nổi. Nơi chúng tôi đây là sở thú. Người thân động vật nào cũng có. Và việc phải chịu đựng những cá tính của họ khiến tôi rất mệt mỏi. Giờ tốt hơn rồi. Thật hả? Không. Không, vậy anh không nghe gì hết. Có nghe hay không nghe? Dạ một chút. Không hả? Nhưng anh có ở lại đây hay không? Dạ chỉ là... Nếu có tiếng vỗ tay thì không nghe được. Người Đài Loan còn xa, tôi không thể nào bảo họ được. Tôi bảo họ nhiều lần rằng hãy đợi nó xong hãy vỗ tay. Nhưng họ vẫn luôn làm như vậy. Cố gắng chịu đựng thôi. Tôi sẽ nói với anh bằng tiếng Anh tối nay hoặc ngày mai nếu anh ở lại. Dành riêng. Thật ra hôm nay, tôi đã định nói tiếng Anh rồi. Có điều đa số là người Hoa, khiến tôi phải đắn đo. Và đó cũng chính là điều khiến tôi bực bội, vì khiến tôi khó chịu. Bởi vì thật sự, khó mà giải quyết vấn đề ngôn ngữ trên thế giới này, có quá nhiều ngôn ngữ. Nhưng hầu hết mọi người đều hiểu được tiếng Anh, những người từ nước ngoài đó, ngay cả người Nhật hay Đại Hàn. Họ hiểu, và người Âu Lạc Việt Nam cũng hiểu, chỉ có người Đài Loan không xa là họ không hiểu, và thậm chí còn không hiểu tiếng Hoa, tin được không cơ chứ. Nhiều người ngồi đằng sau đó cần thông dịch, và họ chỉ nói được tiếng Đài Loan không xa. Tôi không bao giờ thắng được. Thế giới có quá nhiều ngôn ngữ, ví dụ bắt đầu từ khi chào đời, cũng không bao giờ học hết được. Và dù tôi có thể học hết, cũng không thể luôn luôn nói cùng một lúc nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đó mới là vấn đề. Tôi cảm thấy thương cho anh. Tôi thật sự thông cảm với anh. Vì anh từ xa xôi đến như vậy. Và rất hiếm khi người Tây Phương ngồi khoanh chân dài dưới đất và khổ sở đến thế. Nhưng anh hãy thư giãn đi ha. Muốn làm gì thì làm nha. Anh có thể đá người bên cạnh rồi có chỗ rộng hơn.
Chứ rồi có thể làm gì đây? Họ thích chen lên phía trước, càng gần càng tốt. Nhưng thật ra người ta nói, khi muốn tiến bộ trong lớp, mình nên ngồi hàng đầu, hàng ghế đầu tiên cạnh thầy giáo. Đó là theo như nghiên cứu nói. Tại sao ngồi phía trước là tốt nhất? Họ nói những học sinh giỏi nhất luôn là những người ngồi ghế hàng đầu. Tôi có thể chứng minh điều đó. Tôi từng là học sinh giỏi nhất. Và tôi ngồi ghế hàng đầu, có lẽ nhờ ngồi ghế hàng đầu nên tôi là học sinh giỏi nhất. Một trong hai hoặc ba người giỏi nhất, luôn đứng nhất, nhì, ba trong lớp. Có lẽ tại vì tôi ngồi phía trước, không biết nữa. Nhưng người ta nói vậy đó, học sinh giỏi nhất là những em ngồi phía trước. Nhưng sau đó họ đã tìm ra lý do. Những người ngồi ngay phía sau, hoặc cấp nửa mét, họ bị phân tâm rất nhiều. Họ không để ý nhiều đến lời thầy cô nói so với những em ngồi phía trước. Có lẽ vì khi ngồi phía trước có thầy cô đó, mình không thể nhập vớ vẩn, không thể viết tên lên bàn học. Và những thứ như thế. Và những ai ngồi từ nửa phía sau họ luôn viết lên bàn. Nhưng hàng ghế đầu thì không bao giờ ở hàng ghế 1 hoặc 2. Bây giờ tôi nhớ ra, những người ngồi ở 1 hay hàng ghế đầu tiên luôn là những học sinh giỏi. Học sinh giỏi nhất là trong lớp, trong mấy lớp học mà tôi nhớ. Tại sao tôi luôn ngồi phía trước? Vì tôi là học sinh nhỏ nhắn nhất lớp. Thầy cô sẽ đưa tôi lên ngồi phía trước, ngay cả hồi tôi Ấn Độ, trong đạo tràng bất kỳ nào, bất kỳ minh sư nào, thầy nào. Giờ tôi ngồi phía sau, ông ấy luôn nói, hãy lên đây, cô bé ơi, hãy ngồi đây. Tôi luôn thích được cưng chiều như vậy. Rồi khi ngồi phía trước, mình nên cảm thấy có phước, may mắn và hạnh phúc. Không nên làm phiền thầy. Và không nên làm phiền cả hội đoàn, vì quý vị đang ở ngay phía trước, quý vị làm gì họ cũng thấy. Quý vị làm gì cũng đều phiền họ, làm họ bị phân tâm. Đó là nghiệp chướng khủng khiếp khi làm phiền hội chúng chư Phật. Trông giống chư Phật. Tất cả quý vị có hiểu không? Dạ hiểu, không vấn đề. Tôi xin lỗi thật nhiều, nhưng sẽ nói chuyện với anh bằng tiếng Anh vào lúc khác. Tại vì hầu hết họ đều là người Đài Loan phương xa, và họ không gặp tôi nhiều như anh gặp. Giống nhau thôi, vì tôi không còn ở đây nữa. Trước đây tôi từng ở, nhưng bây giờ thỉnh thoảng mới đến chỉ vài ngày. Nên họ cũng có quyền nghe tôi thuyết pháp. Tôi rất tiếc là thế giới này không hoàn hảo, có quá nhiều ngôn ngữ khác nhau, thậm chí giữa quý vị, những người da trắng, bao nhiêu ngôn ngữ, tiếng Thụy Điển, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Hà Lan. Người Bỉ họ nói tiếng Hà Lan, đủ thứ tiếng. Ngay cả trong một quốc gia có khi họ nói ba thứ tiếng, như ở Thụy Sĩ, tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Đức. Và có khi họ còn rắc thêm tiếng Anh vào giữa nữa. Và ở Anh đôi khi họ nói tiếng do sai, rồi mình không hiểu gì cả. Hoặc ở Đức thì họ nói tiếng Bavaria, ôi tôi đầu hàng. Có hiểu ý tôi không? À, phải, chỉ có ở Lạc Nam họ nói cùng một thứ tiếng. Dòng hơi khác nhau một chút, nhưng chúng tôi hiểu nhau. Ở Trung Quốc có hơn 120 phương ngữ khác nhau, và không ai hiểu được ai khác. Ngay cả ở Ấn Độ, từ miền Nam họ cũng không hiểu miền Bắc, Bombay không hiểu tiếng Tamil Nadu, v.v. Thật là khủng khiếp. Đôi khi tôi không muốn nhìn vào thế giới nữa. Làm sao mình có thể làm việc đây? Nhưng đó là vấn đề, đó là lỗi của tháp Babel. Tháp Babel biết không? Tháp ba lá, ba lá, ba lá. Tất cả quý vị có hiểu không? Không vấn đề. Tôi hỏi tất cả họ có hiểu không? Không vấn đề. Tôi mới bảo họ rằng họ... Nhưng quý vị có muốn về bây giờ không? Quý vị có muốn về không? Không, không, chúng con không muốn. Có ai muốn về không? Giơ tay lên. Gọi về hẹn hò với bạn gái hay gì đó, có ai không? Dạ không. Tại vì đã quá giờ rồi, tôi không muốn làm cái gì chậm trễ. Dạ không. Có ổn không? Dạ không vội. Dạ ổn. Được rồi. Và sau đó khi chúng ta đi thì như thế nào? Quý vị chỉ giải tán phải không? Vậy thôi hả? À, có xe buýt đang đợi quý vị không? Dạ không sao. Không sao. Quý vị có phải trả thêm tiền không? Dạ có lẽ là không. Không hả? Được rồi. Tôi sẽ nói thêm một chút. À, dựa theo... Dựa theo thống kê, người ta nói rằng nếu muốn con mình
đứng đầu lớp, thầy bảo con ngồi phía trước, trước mặt thầy cô, ở hàng ghế thứ nhất, thứ hai và thứ ba trong lớp học. Tôi nghĩ có lẽ vì tôi luôn ngồi phía trước nên tôi luôn đứng nhất, nhì hoặc ba trong lớp. Có lẽ nó thực sự hiệu quả đối với tôi, có hiệu quả. Và những ai ngồi phía trước như tôi đều là những học sinh thông minh. Họ đã xem xét lý do tại sao, và bây giờ họ nói có lẽ vì những đứa trẻ ngồi hàng ghế đầu không thể làm những thứ như vẽ tên hay vẽ ngoạc ngoạc tay và mặt lên bàn một cách tùy ý, nên họ tiếp tục lắng nghe thầy cô. Đó là lý do họ học giỏi hơn. Những em ở ghế hàng sau thường thì vẽ những hình như là người thân trắng, người thân trâu bò lên bàn hoặc ghế, rồi ăn vụn bánh mì, bánh bao, vân vân. Thành ra họ không chú ý, có lẽ như thế đó, tại vì khó cho thầy cô để kiểm soát những em ngồi đằng sau, không thể nhìn thấy họ cho rõ lắm. Thành ra, tôi nói cũng giống vậy, quý vị ngồi phía trước phải là những người có phước báo nhất và vinh dự nhất. Quý vị nên là người cẩn thận nhất, đừng lượn qua lượn lại. Trước khi xuống, tôi đã thông báo rồi là tôi sắp xuống và tôi đã chừa ra 15 phút cho những người đi lung tung đó nhanh chóng quay lại. Nhưng vẫn cứ thế thôi, khi tôi đến đây, vẫn còn mấy người đang lảng vảng ở phía trước. Những ai ngồi phía trước phải là những người cẩn thận nhất, tại vì những người ngồi phía sau đều có thể nhìn thấy quý vị. Vì quý vị ngồi phía trước nên làm gì cũng sẽ ảnh hưởng đến họ, phải không? Không muốn nghe tôi nói nhưng lại bị phân tâm. Làm ồn quá cũng không được, chẳng hạn khi mọi người vỗ tay, quý vị cũng vỗ tay, nhưng đừng vỗ tay to hơn những người khác. Khi mọi người cười, quý vị cũng có thể cười, nhưng đừng cố ý cười to hơn người khác, hiểu không? Khi người ta không cười thì đừng cười lớn tiếng, ha ha một mình. Quý vị sẽ làm cho người khác khiếp sợ đó. Ví dụ như thế, không cần làm thái quá bất cứ gì. Làm gì hãy làm một cách tự nhiên. Phải nên ý thức vai trò đúng đắn của mình. Nơi này thuộc về đại chúng, chứ không phải chỉ riêng quý vị. Quý vị lượn qua lượn lại như thế, tôi cũng bị phân tâm, hiểu không? Tôi không thể nói dối quý vị rằng dù quý vị có làm gì đi nữa, tôi cũng nhất tâm bất loạn. Nói vậy là vô lý, vì quý vị cản trở tầm mắt của tôi. Đôi khi vẫn có chút vấn đề trong đó, chứ không phải không có, hiểu không? Rồi sau khi ngồi đó, người đó lại cố tình, có khi cô ta còn cố tình lượn tới lượn lui để tôi chú ý. Bởi vì nếu tôi liếc qua mà làm ngơ, cô ta sẽ cố tình làm gì đó ở đằng kia. Con ở đây nè. Cô ta khiến tôi phải nhìn cô ấy cho bằng được. Như thế thậm chí còn khó chịu hơn, quý vị hiểu ý tôi không? Dạ hiểu, quý vị không biết đâu. Khi tôi ngồi đây, có lúc tôi cảm thấy như đang ngồi trên kim, như thể ghế tôi mọc ra những cây kim vậy. Làm ơn đi. Mỗi kỳ thiền tam, thiền thất, tôi thề rằng đó sẽ là kỳ cuối cùng. Nhưng rồi sau đó tôi lại quên, giống như việc quý vị sinh con vậy. Khi sinh em bé, quý vị nói, à, chịu hết nổi rồi, tôi không sinh em bé nữa đâu. Rồi quý vị lại quên, và khi nó lớn lên và trở nên thật dễ thương, quý vị nhớ em bé và lại quên mất. Sau đó quý vị sinh đứa khác và nói, ôi thôi, không ổn, không được. Từ giờ trở đi, không sinh em bé nữa, rồi quý vị lại quên nữa, lần nào cũng vậy. Được rồi, hy vọng tôi cũng có thể quên thường xuyên. Nếu không, tôi không thể làm việc ở thế giới này. Không biết tại sao. Công việc này rất mệt mỏi. Supreme Master Ching Hai, vegan, is a world-renowned spiritual teacher, humanitarian, and artist. To learn more about her compassionate life and teachings, please visit suprememastertv.com/master.